là năm năm kia người đi khám ở Việt Đức cũng về uống hết thuốc ở Việt Đức thì cũng không có gì tiến triển cả, mà cộng thêm là nó yêu mổ trên TV quảng cáo nhiều, cũng mua đủ các loại rồi đi bỏ đi đông y cũng không được, tốn kém không? Nói chung là cũng tốn kém, đông y cũng vậy mà tây y cũng vậy, cũng không có tác dụng gì cả. Cứ xong thuốc nặng xong mà bên đấy rồi bên đông y thì cũng có khi uống thuốc cũng vẫn mất tiền mà không có gì, không có thuốc không biểu hiện gì cả. Nhưng mà từ hôm đi học này về đi xem trên TV à dạ xem trên mạng thì về thì cũng làm cũng chưa đầy tuần có biểu hiện sốt thôi. Vâng, đấy là làm thực tế là làm trước thì cái đó là hít đường dương với xoa xuống mũi với làm sau cùng bạch huyết thì đấy là một bộ phận thấy làm trước thì nó đúng là không đấy, xin lỗi cả nhà tí bảo là cả tháng đôi khi chả cần nói thẳng cái tăng cái tuổi này thì đúng cả tháng cần thì nó đúng được nó mở ra đại đại đó này không cần phải mở luôn người chị có đâu mà mở đây nó cần là có đâu mà mở nói ra là đúng là cái chuyện là đúng là bây giờ nó là như vậy, còn cái đúng là không đi khám thì không biết, còn đến bệnh viện mới biết là cứ tưởng mình bị thôi, nhưng mà thật vì vậy mới nói chuyện với các bác ấy tâm sự là nhiều khi bây giờ một nóc nhà một viên ngói rồi mà không giỏi thì cả nhà sẽ hỏng, mà mình bị bệnh một cái bệnh đấy không phải là bệnh đấy không nó sẽ sinh ra nhiều bệnh khác. Đấy thực tế nó là liên quan đến bệnh khác chứ không phải là cái bệnh đấy. Mà tại sao mình lại bị vậy? Thì nó phải từ cái chuyện khác nó mới sạc lên. Chứ không phải là tự dưng nó một cái bệnh đấy không đâu. Rất nhiều bệnh nó sẽ kéo vào sạc. Vâng. Đôi khi là khi để thận hoặc là gan hay là cái hệ thần kinh nào của mình nó bị tổn thương thì nó sẽ sinh ra. Nhưng mà đơn giản là bệnh thì bây giờ là đúng đơn đi học đi để chẩn với cái hạt tự mình chữa cho mình, chữa cho gia đình, chữa cho người bên cạnh rất là hay. Con anh nói chi tiết cái sự khác nhau trước và sau khi trước kia giờ thì nó đúng bỏ đúng đi cả tháng, mai bỏ bao nhiêu đúng cả tháng. Rồi bây giờ mà không ấy, nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ có cái hiện tượng là tốt hơn. Vâng, là bao nhiêu đâu là nói chung là bây giờ là cái một còn là một có ham muốn mà nói xin lỗi cái cả nhà đấy, bởi vì đây có cả phụ nữ là đấy không sao thì bằng đấy là nó rất thật mình nếu học vì lý do là ngày xưa trước vì chưa được bệnh chẩn thì buổi sáng đến đêm đến sáng cũng không thấy hiện tượng gì cả, nhưng bây giờ là đến gần sáng nên là cũng nói chung là cũng thấy phấn khởi đấy nó thật là đấy bằng đấy thì thấy đấy là cái điều kiện tốt thấy có hiệu quả. Chứ còn trước kia thì đúng là phải ngủ từ sáng tối à tối đến sáng để mình xong, không thấy có biểu hiện gì cả. Nên thì đúng là khi bỏ dậy rồi đấy cả tháng thì không có đòi hỏi cái gì cả. Vì nói chung là nó không có cái sự hưng phấn thì không có gì đòi hỏi, nhưng mà đây là nó kích thích được cho nên là cái sự hưng phấn nó không có thì mới có cảm giác mới cảm nhận được. Chứ còn đây không có thì nằm bên cũng giống nhau thôi. Nên chúng ta bảo mình thực tế là mình cũng mình bản thân mình có bạn rồi, nhưng mà mình nghĩ lại không người khác cũng thế. Nói chung là cái gì về cuộc sống vợ chồng mà hạnh phúc hay không thì không phải bảo là tiền mà hạnh phúc không nhau, nhưng mà rất nhiều yếu tố kể cả cái sinh hoạt vợ chồng không có nó thì không hạnh phúc. Cho nên rất thật. Cảm ơn bạn trả lời cho anh.